心犯的错。Ngày hôm qua có một cô bé nhắn tin nói với mình rằng em ấy đang rất buồn. Trong bản đó vừa tạm biệt một mối quan hệ không rõ ràng, rồi hỏi mình rằng hay là em làm gì sai hả chị? Tự dưng thấy thương em quá. Mà cũng thấy rõ ràng một điều rằng con gái, phụ nữ nói chung rất dễ dàng mất niềm tin vào bản thân chỉ vì không có được một mối quan hệ như ý hoặc nửa kia công nhận. Tôi lại nhớ đến một đoạn văn trong Bạn mới là chủ nhân của cuộc đời mình của tác giả Trương Ái Linh có viết: rõ ràng chúng ta cần học tập đàn ông có thú vui riêng cho mình, sống một mình thoải mái, vui vẻ được thì khi có một ai đó bước vào hay ra đi cũng không cảm thấy hụt hẫng. Buồn là lẽ đương nhiên, nhưng tôi bảo em hãy cứ là chính mình, vẫn đọc sách, đi cà phê, xem những bộ phim em thích, mua những bộ đồ em muốn mặc. Cuộc sống có rất nhiều phần: gia đình, công việc, thú vui, tình bạn. Và tình yêu chỉ là một phần trong số đó, chứ không phải là tất cả. Chúc cho em và những cô gái khác nữa cũng có được sự kiêu hãnh của riêng mình, luôn ổn thỏa và mỉm cười để sẵn sàng nói: nếu anh ấy không dám có được em, vậy thì không có em. Đâu chú khai đất sư hô hô tùng chứ bù chứ đơ. Ai đô phán thiên phú đi vơi lơ yên chiến khoai lơ. Xí suy chẳng lưu nà phân râu hơ. Niên sao chinh băng đơ rên bù xào đơ. Sư bù sư phô chú gắn chinh nhìn ngại xuê huy lý sơ. Hùng hùng liên liên chứ huy chứ.